好，今マから お金出す終わり、お金出す終わり。あ、はい。Một tiếng rưỡi mà con xin hai à. Ba thằng mà uống mẹ ngồi nó ăn tiếng rưỡi. Ấm như vậy. Có ăn uống gì không? Không. Nó đều kêu riêng là kìa, mấy món ăn kìa đó. Kìa. Mình muốn kêu cũng được, không kêu cũng được không? Ờ, kêu tay mất thế này. Kêu tay nó có tờ là cổ tiên nên mà tụi đa dụng được. Đi. Rồi quay cái cảnh đi cao kê em nội. Quay nè. Bây giờ đang nói chuyện đăng ký phòng karaoke các bạn. Thì ba anh em buồn quá giờ vô quán karaoke luôn. Bây giờ là mấy anh em sẽ vô quán karaoke, sản nghiệp karaoke rồi test cho các bạn xem quán karaoke ở Nhật như thế nào luôn. Thì bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân mình nhé, để chúng ta vào. Chúng ta vào karaoke. Tính rồi hả? Mở cửa phòng máy tính chưa? Ê, mở cửa phòng máy tính chưa? Bay rồi, cái chỗ đâu lên. Không nhiêu chứ. Quán karaoke không gian cũng rất là đẹp các bạn. Ok, karaoke của Nhật. Còn lại đúng rồi, hai quán nhà thôi. 506 mà. Lên. Ở ngoài đây có lên được không trời? Gì? Còn lên đó mà. Lầu 3 mà. Lên đi. Lầu 3 sao tới phòng 506 để là 3 để mấy chứ? Trên đây dọn vệ sinh gì không mà? Ở đây nè, hai lấy mấy nè. Có mà. Cái tính giờ chưa vậy? Mẹ kêu cái gì ghê vậy? Có thằng máy không đi mà. Gì tính? Bậy rồi. Ba lầu năm rồi đó. Lầu năm á. Coi có thằng máy không? Ủa địt mẹ, thằng đó nó cho đi lên đâu dữ vậy? Chưa. Cài nó luôn. Tự kiếm ai đó hỏi nè. Nè thằng máy nè. Toilet. Lên nữa. Nè thằng máy nè. Chờ thằng máy đi, không đi thằng máy, đi thằng bộ quá. Thì xin đỉnh luôn, đỉnh của bà đỉnh luôn. Má chờ lên đỉnh luôn. Thì giờ không phải là lầu năm nữa. Thì giờ trời ơi, má đi gì đâu tới lầu năm với trời. Bắt đầu tính phút rồi đó. Đủ mới 11 giờ kìa. Bắt phải mở cửa nào? Phòng máy tính chứ kỳ. Không, tính rồi. Đâu mới lúc nào mở phòng. Tự mình vô nhỉ. Tự mình vô. 5 phút rồi. Năm mấy? Cái phòng nhỏ xíu vậy. Ba người đóng cửa rồi. Trời ơi, đủ máy cái phòng xíu trời. Khỏi ba người mà nó nhìn thấy nó biết mà. Lên. Chưa từ từ. Đây là cái phòng của mình vừa thuê này các bạn. 1.5 tiếng là 1.2 sen. Cái phòng này đủ cho 3 người thôi. Nhỏ xíu luôn. Đây là test cho các bạn cái không gian phòng luôn. Có móc để đồ nè. Có màn hình nè. Đó. Nói chung là cái không gian chỉ vỏn vẹn như đây thôi. Đủ cho khoảng 3 đến 5 người ha. 3 đến 5 người. Rồi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay đi vòng vòng buồn quá, ba anh em giờ chui vô quán karaoke ngồi cao luôn các bạn. Đây là dân béo. Đây là tính mập. Bây giờ hôm nay là sẽ giải chết tại phòng quán karaoke này. Nói chung mình cũng review các bạn xem biết như vậy thôi chứ khi mà karaoke không có chia sẻ được nha các bạn. Mình chỉ chia sẻ cho các bạn hình ảnh thôi chứ không chia sẻ âm thanh được. Tại vì âm thanh sẽ vi phạm bản quyền thôi. It's 2 a.m.
thinking about the days we used to shine. Nhờ đổi ca không? Đổi người à? Chị đổi ca đó. Một xin ba sẽ đưa ba xin gì?